Trần Quang Diệu, sinh năm 1760, mất năm 1802, là một trong Tây Sơn Thất Hổ, tức bảy con hổ của nhà Tây Sơn. Trần Quang Diệu chính là danh tướng tài ba quan trọng nhất của Dương triều Tây Sơn. Sau khi vua Quang Trung mất, Trần Quang Diệu trở thành phụ chính đại thần, phò tá vua Cảnh Thịnh, tức Quang Toản, con của vua Quang Trung. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà thế lực của Nguyễn Ánh đang ngày càng lớn mạnh. Dù tài giỏi, Trần Quang Diệu vẫn không thể chống giữ được gian sang đang nghiêng ngửa của nhà Tây Sơn. Trần Quang Diệu nổi tiếng là người nghĩa hiệp, có khí chất quân tử. Năm 1801, trong cuộc chiến thành Quy Nhơn, Diệu dây chặt thành, tướng giữ thành là Võ Tánh liều chết cầm cự. Khi quân lương đã cạn, Võ Tánh tự dẫn, gửi lại cho Quang Diệu một phong thư xin tha chết cho các tướng sĩ. Sau khi vào thành, Quang Diệu sai làm lễ an táng tử tế cho Võ Tánh và không giết một binh sĩ nhà Nguyễn nào. Sau khi chúa Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, chiếm được thiên hạ, Trần Quang Diệu và vợ ông Bùi Thị Xuân, cũng là một nữ tướng, đã bị xử tử. Trước đó, Nguyễn Ánh tiếc tài của Diệu, muốn chiêu hàng, nhưng ông đã từ chối thẳng. Trần Quang Diệu vẫn không thể chống giữ được Giang Sơn đang nghiêng đổ của nhà Tây Sơn.